Ở nhà hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái kết quả trận đấu giữa U20 Thái Lan gặp U20 Afghanistan trong khuôn khổ là vòng loại U20 châu Á năm 2023. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20 giờ và hiện tại bây giờ thì tới phút 34 thì U20 Thái Lan đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước U20 Afghanistan, và đây cũng chính là cái phản ánh đúng cái cục diện của trận đấu, cũng như là Thái Lan là đội được đánh giá cao hơn Afghanistan rất là nhiều. Và chúng ta cũng hy vọng rằng sắp tới thì Afghanistan sẽ có bàn thắng gỡ hòa. Nếu như vậy thì sẽ có lợi cho U20 Việt Nam của chúng ta nha quý vị. Và hãy cùng xem một cái kết quả trận đấu này và hãy cùng cổ vũ cho Afghanistan. Hãy tiến lên và hãy cùng có những cái bàn thắng để mà gỡ hòa hoặc giả là đảo ngược tình thế trước Thái Lan, để cho U20 Việt Nam của chúng ta sẽ có cái cơ hội tiến sâu vào cái vòng tiến có vé vào được cái vòng chung kết U23 châu Á năm 2023 nha quý vị. Hãy cùng cổ vũ như vậy đó. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái kết quả tiếp theo của những cái trận đấu giải vòng loại U20 châu Á năm 2022 sắp tới. Quý vị và các bạn thấy thông tin bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nhé. Và bây giờ xin trân trọng kính chào.